giống chó ở đâu mà to lớn thế? Nó mà cắn một cái thì chỉ có chết. Nhìn mồm nó kìa, lè lè ra chỉ trực đớp người. Eo ơi, sợ quá. Này, chó gì mà to thế cậu? Đấy là chó ngao Tây Tạng đấy, hung dữ lắm, cậu cẩn thận. Đây rồi, con chó điên này dám ăn vụng cân thịt của ta, có muốn ngồi chung mâm với giềng xả không hả? Mụ kia, mụ rùa chó quý của ta phỏng. Hay mụ muốn giao lưu võ thuật vịt chó của ta? Cớm, cụ có con chó ghẻ mà làm như ngựa quý không bằng. Mà nó vừa ăn vụng một cân thịt lợn của tôi rồi, cụ đền đi. Đền cái gì? Chó đâu có sủa lộ không? Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn may. Mụ để miếng thịt tớ hơ ra rồi không trống thì nó chả đớp cho. Người ta bảo chó treo mèo đậy, thế mụ có treo không? Cụ nói hay nhở. Tôi để miếng thịt ở cửa nhà tôi, cụ có quyền gì mà cấm? Thì con chó nó có biết gì đâu mà mụ dám bảo chó ghẻ à? Bán cả căn nhà mụ đi cũng không đủ để mua nữa đâu. Cấm, sang quá nhỉ. Con chó này mà không phải cụ mua bằng tiền đút lót ăn chặn á, thì tôi đi đầu xuống đất. Mụ nhớ cái mặt đấy. Chó, đi về. Về ta cho ăn thịt ngựa thịt dê, tránh xa cái lũ bần nông rách dưới này ra. Đúng là cái đồ. Sáng mùng một không muốn cãi nhau đâu, chứ ngày thường thì liệu hồn với bà đấy. Hôm qua con chó Tây Tạng kia xông vào chuồng gà chuồng vịt nhà tôi sủa loạn xạ, bực không chịu được. Trời ơi, nó còn phóng uế khắp làng đây này. Bao nhiêu người bảo nhốt lại mà cụ Lý bỏ ngoài tai. Cho con chó này đi theo, con sợ là... Không phải sợ. Con chó của ta nhìn thế nhưng rất nghe lời đấy. Bảo đứng yên là đứng yên, bảo nằm là nằm ngay. Con chó nhà cụ hay sủa, còn dữ tợn, đi thuyền rất nguy hiểm. Thế thì ta chứng minh luôn cho ngươi xem con chó của ta nghe lời thế nào nhá. Nào chó, giờ ngươi hãy chạy ra đằng kia, cướp cái bát trên tay thức ăn xin kia cho ta. Ê, cụ đừng làm thế, nguy hiểm lắm. Thấy chưa, quá là ngoan luôn. Nào, ta đi. Cha làm sao thế ạ? Con chào cụ Lý ạ. Cụ thấy chưa, con bảo đừng cho nó lên thuyền rồi mà. Tại nó thấy tên ăn xin trên bờ nên lao đến cắn thì mới ngã. Chứ cả đoạn đường đi có việc gì đâu nào. Nào chó ngoan, từ giờ không thế nữa nhé. Thôi, ta về. Cụ Lý thật là... Mà bị lật thuyền hả cha? Cha có sao không? Gần đến bờ bên này, nó nhảy sổ lên nên thuyền lật. Cụ Lý không biết bơi nên cha kéo vào. Con chó ấy tưởng cha làm gì nên lao vào cắn. Giống chó đấy dữ lắm cha. Lần này con phải ra tay thôi, chứ không cả làng này khổ vì con chó đó mất. Có con chó này đi cùng quả đúng là an toàn. Ai cũng nhìn mình với ánh mắt sợ hãi. Quá là oai đi. Ôi, chó ở đâu mà to thế này?
tránh ra. Chạy, chạy thôi. Tốt lắm, cứ thì ai hối hám bẩn thỉu là xua loạn lên cho ông. Cậu chuẩn bị chưa? Triển nhá. Ờ, được. Ông mà nhỡ nó cắn tớ thì sao? Nhìn hàm răng của nó khiếp lắm. Yên tâm, tớ cầm sẵn quả bưởi. Nó há mồm ra một cái là tớ sẽ ném luôn vào người nó. Đây, cậu choàng vào đi. Lại một tên ăn xin hôi hám. Chó đâu? Đuổi hắn té khói cho ông. Thằng nghịch mật, tôi muốn chết thì sao mà chiếu chó của ông? Dạ cụ ơi, con đang chơi đồ hàng, tự nhiên nó lao đến sủa, chứ con nào dám trêu ạ. Sợ quá. Cũng biết sợ cái đấy. Lần sau thì liệu hôn. Con chó điên này. Cụ Lý, cái áo nó rơi xuống chứ không phải con cố ý đâu ạ. Tí tôi sẽ chỉ cho các bác cách trồng cây đậu vừa nhanh vừa đỡ tốn sức. Lý trưởng kia, cụ bị chó cắn à? Đúng rồi, chó cắn chủ kia. mà mít mật, sao con trèo lên đấy? Dạ, con không có gì đâu cô ạ, bọn chó đang chơi thôi ạ. Con chó ghê này, ái vào người cắn ta. Kìa cụ Lý, chó quý sao cụ lại bảo là chó ghẻ thế? Kế của con với mít mật đấy à? Chuẩn luôn cha ơi. Bày trò nốt lần này thôi nhá. Các con còn nhỏ, không được đùa với chó dữ đâu. Con biết rồi cha. Về ông vắt hết răng của người. Đúng là đồ quần nợ. Trên có trời, dưới có đất, ta phải làm được một câu đối nào đó mà nó phải xứng tâm. Vừa có trời vừa có đất. Xem nào. Trời đất. Ông ơi, chết rồi, chết rồi. Cái thằng rời đánh kia, làm gì mà cứ xôn xôn cả lên. Ông mất cả chữ bây giờ. Sao, có chuyện gì? Sáng con quên mất, chưa lấy nước rửa mặt cho ông ạ. Ông tự rửa rồi. Lần sau ngươi còn quên nữa, ông cho nghỉ việc đấy. Giờ thì biến đi, cho ông vịnh câu đối. Ông vịnh trời cơ à? Trời đất thì bao la rồi. Hay, thằng này thế mà khá. Đúng rồi, trời đất bao la. Ông thấy con thông minh hơn cả ông không ạ? Ông lại đánh cho một trận bây giờ. Thôi, hãm cho ông một ấm trà khác, rồi đi ra ngoài cho ông con đối. Dạ, con mời ông xơi trà. Cứ để đấy, ra ngoài đi, đừng làm phiền ông nữa. Trà ngon. Ra rồi. Trời đất bao la thì mình phải tìm một cái gì đó nó xứng tâm như thế. Đúng rồi, trời đất bao la, lòng mẹ vĩ đại. Hay. Ông ơi, ông đã dặn bao lần rồi, có gì cũng phải từ từ, sao cứ âm lên thế hả? Dạ, tại có bố con nhà Hồng Xiêm đến tìm ông đòi nợ ạ. Cái gì? Bọn nó đến đòi nợ à? Vâng, bữa trước ông chẳng đi đò mấy bận, xong khất lên khất xuống mãi không chịu trả tiền đấy thôi. Hôm nay bố con nhà nó lại tới, ông cứ trốn mãi không gặp, hay là trả đi ông ạ? Trả cái gì mà trả? Đi thì đã đi rồi, giờ ông không trả đấy. Ra bảo ông không có nhà, nhanh lên. Ông lý trưởng có nhà không ạ? Mau, ra bảo ông đi vắng rồi, không có nhà.
nhưng lần nào cũng bảo ông đi vắng rồi. Ông cứ đi vắng mãi như vậy cũng không được đâu. Bảo người đi thì người cứ đi đi, lai nhai mãi thôi. Ngăn chúng lại, ông đi vắng rồi, không có nhà đâu. Bực thật đây, có tí tiền mà ngày nào cũng tới đòi, rõ rách việc. Tôi muốn vào nhà đợi, hôm nay tôi rảnh nên đợi đến lúc nào cũng được. Không được, tôi nói là lý trưởng đi vắng rồi, không có nhà đâu. Ôi, nó định vào nhà ngồi đợi mình thật à? Trốn, trốn mau thôi. Đấy, tôi có nói dối đâu, lý trưởng đi vắng rồi mà. Có vài hào mà lý trưởng cứ khất lần khất lượt mãi thế này, mất thời gian của tôi quá. Anh nói sai rồi, lý trưởng chẳng qua là không có nhà. Mấy bận anh tới không gặp được lý trưởng vì ông ấy có việc đi vắng, chứ có phải là lý trưởng không chịu trả đâu. Cụ Lý đi vắng lâu chưa ạ? À, lý trưởng đi từ sáng rồi, tới tận tối mịt mới về cơ. Có khi á, có đi đến tối mai mới về ấy chứ. Ôi, cụ Lý còn làm cả câu đối cơ ạ? À đúng rồi, đang viết dở thì phú ông lại gọi đến nhà. Chắc lại có việc gì hệ trọng của làng xã ấy mà. Ơ, ban nãy em còn gặp phú ông ngoài đường mà. À, chắc là phú ông xong việc về trước, còn lý trưởng về sau. Chà chà, chữ lý trưởng sao xấu như gà bới thế này nhỉ? Cái thằng mật dậy, nó dám chê chữ mình. Cha xem này, trình độ của lý trưởng còn thua xa con nhiều lắm. Chữ viết thì như gà bới, chữ thì như con giun, lại còn con nét này nguệch ngoạc như thế này nữa chứ. Lý trưởng chắc học dở lắm cha nhỏ. Ấy, không được chê. Ơ, em thấy sao thì nói vậy, cụ Lý có nhà đâu mà sao anh phải sợ. Đây này, còn nét này nữa chứ, sai bét. Đã thế lại còn đối trời đất với lòng mẹ, cụ Lý chẳng biết cái gì cả. Đã bảo là đừng có chê nữa mà. Bao la mà lại đối với vĩ đại, thật là chẳng ra làm sao. Ôi trời ạ, con thật không ngờ cụ Lý lại là người học kém vậy đấy, còn không bằng cả thằng Xoài nữa. Cái thằng kia, ai cho người nói xấu ông đấy hả? Nói cho người biết, ai cũng phải công nhận câu đối này là hay. Có nhà ngươi là kẻ vô học mới không nhận ra điều hay ho của nó đấy. Tại ban nãy thằng Bộc xua vào tay nên chữ ông mới nguệch ngoạc đi một nét. Hả cơ gì ngươi lại đi so sánh ta với thằng Xoái chứ hả? Ơ, ra là cụ Lý có ở nhà đấy ạ. À? Thế mà con lại tưởng cụ đi vắng rồi ấy chứ. Cụ Lý ở nhà rồi thì cho con xin 5 hào. Tiền cụ nợ con 5 chuyến đò ạ. À. Đúng đấy ạ. À. Lần nào cha con đến tìm, cụ Lý đều đi vắng. May sao lần này cụ lại có nhà chứ. Vậy cụ trả nợ cho cha con nhé. Hồng Diêm hay thật đấy. Sao con biết lý trưởng có nhà chứ? Ban nãy con sờ vào ấm trà thì còn nóng, chữ viết thì chưa khô, chứng tỏ lý trưởng vừa mới ở đó viết chữ và thưởng trà. Thế mà anh Hầu dám nói là đi từ sáng, rõ là nói dối, chắc chắn chỉ có trốn đi thôi ạ. Khá lắm, đòi được tiền rồi. Hôm nay cha sẽ ra chợ mua thịt về, hai cha con mình làm bữa thật ngon nhá. Vâng ạ. Lý trưởng ơi, xin ông hãy trả tiền cho tôi. Này cái ông kia, ai nợ nần gì của nhà ông mà ông cứ đòi nhặng xị ngậu lên thế hả? Tôi xin ông, tiền công mấy tháng tôi làm cho ông chẳng trả một xu. Giờ vợ tôi đang ốm ở nhà, không có tiền mà thuê thầy lang tới. Xin ông thương tình trả lại cho tôi. Bẩm cụ, đúng là cụ chưa trả tiền lão ấy thật. Tổng là 2 tháng, 20 hảo đấy ạ. Ông đâu có quên, nhưng ông không muốn trả. Ngươi hiểu chưa? Ngươi đòi tiền thì cũng nên biết thân biết phận một chút. Ai đòi ta đang đi công chuyện, ngươi cũng ao ra đòi đấy hả? Đã thế, ta lại càng không trả. Tránh đường cho ta. Ôi lý trưởng, xin ông hãy trả tiền cho tôi. Không có số tiền đó, bà nhà tôi chết mất. Ôi ông ơi, hãy trả tiền cho tôi. Có chuyện gì ấy nhỉ? Lý trưởng lại nợ tiền ông hả cơ à?
Làm công mấy tháng mà không trả tiền à? Ơ, kéo lão ấy ra cho ta. Ông Hạc này, ông cứ buông lý trưởng ra đi, có gì thì từ từ giải quyết. Từ từ là từ từ thế nào? Ngày nào tôi cũng đến nhà đòi gặp, nhưng lý trưởng nhất quyết tránh mặt tôi. Hôm nay tôi phải canh mãi đây. Lý trưởng, mong ông hãy trả lại tiền công cho tôi. Cứ thế này thì lại có lời ban ra tán vào mãi thôi. Thôi được rồi, phải chỉ dứt điểm mới được. Ông muốn ta trả tiền công cho ông chứ gì? Đúng vậy, đó là số tiền mồ hôi nước mắt của tôi ròng rã mấy tháng trời. Được thôi, ta sẽ trả tiền cho ông. Với một điều kiện, ông phải làm được theo yêu cầu của ta. Số tiền 20 hào đó, ta nhất định sẽ trả. Còn nếu không thì, coi như chưa có gì nhá. Làm theo yêu cầu của ông á. Giờ ta muốn ông đi qua bờ bên kia, bằng cái cầu khỉ này. Ôi, tưởng chuyện gì chứ. Cầu khỉ thì tôi đi suốt. Khoan, ai bảo ông đi không chứ. Ông phải đi qua cái cầu khỉ đó với một điều kiện. Phải mang theo thùng nước kia. Cái gì? Mang theo thùng nước này á? Đúng vậy, nếu làm được điều này, ta sẽ trả tiền cho ông. Và nên nhớ một điều, ta đã vạch kẻ nước ở đó rồi, nên ông đừng có nghĩ tới phương án đổ bớt nước đi để qua cầu nhá. Nếu số nước ít hơn vạch kẻ nước đó, ta cũng sẽ không trả đâu. Eo ơi, số nước to như thế, làm sao mà xách qua cầu được chứ? Lý trưởng muốn làm khó ông Hạc thật rồi. Tôi già cả như thế này, đến sức đi qua cây cầu khỉ còn phải cẩn thận từng chút một. Giờ ông bảo tôi xách theo số nước này, khác nào làm khó tôi. Và lại trả tiền nợ là trách nhiệm của ông. Sao ông lại còn ra điều kiện cho tôi rồi mới trả tiền? Nếu không làm được thì chứng tỏ ông chẳng có chút sức lực nào cả. Có khi mấy tháng qua ông chỉ làm hơi hớt, ta làm sao biết được. Bởi vậy, ta làm sao có thể trả đủ số tiền 20 hào đó cho ông được chứ? Vậy là chỉ cần ông Hạc đi trên cây cầu khỉ, mang xô nước theo sang bên bờ bên kia, rồi quay lại là xong, đúng không ạ? Chuẩn luôn! Và chỉ duy nhất hắn là người đi trên cây cầu khỉ. Nếu là bất kỳ người nào khác, thì coi như 20 hào tan tành theo mây khói. Dạ bẩm lý trưởng, vì ông Hạc sức cũng yếu rồi, lý trưởng cho con phụ ông ấy bê xô nước ra đến gần bờ được không ạ? Chỉ một mình con giúp thôi, không phiền ai đâu ạ. Nó định giúp ông lão ấy à? Nhưng có giúp bằng mắt, xách cái thùng nước nặng đi trên cây cầu khỉ, chỉ còn nước ngã nhau xuống áo mà thôi. Được rồi, để không mang tiếng là ép ngươi quá đáng thì ta đồng ý. Ôi, đến việc bê thùng nước nặng còn khó, huống hồ. Ơ, hai người đó làm gì ấy nhỉ? Xong rồi đấy ạ. Cái gì? Ơ kìa, thùng nước đang nổi lên mặt nước. Ơ, cái thùng nước di chuyển kìa, không mất một chút nước nào nhá. Thật thật. Dạ bẩm lý trưởng, thùng nước vẫn còn nguyên. Có chăng chỉ là mất một chút, nhưng không hề chạm vạch mà ngài đã vạch sẵn trước đó đâu ạ. Vậy là ông Hạc đã hoàn thành được yêu cầu của lý trưởng rồi. Lý trưởng trả tiền đi ạ. Phải đấy, lý trưởng trả tiền đi thôi. Thôi trả tiền đi ông, kẻo đứng đây mãi nhục lắm. Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ. Máu làm theo cách của ta. Đó, tiền ta trả đấy, ngươi lấy đi. Nhưng không được hạ cây gậy xuống, cũng không được đặt cây gậy nằm ngang để lấy tiền. Nếu lấy được thì tiền sẽ là của ngươi. Ôi, không hạ gậy thì sao có thể lấy được túi tiền chứ? Kiểu này thì khó rồi. Có mà lấy vào mắt, cây gậy cao thế cơ mà. Psst, 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 psst,
ông ấy đi đâu vậy nhỉ? Để ta chống mặt lên coi, ngươi lấy tiền bằng cách nào? Ơ? Đúng rồi! Cái gì? Lại là kế của Hồng Xiêm rồi! Hay quá! Tôi đã lấy được túi tiền rồi! Tức thật đây! Lại là cái thằng Hồng Xiêm đáng ghét đấy! Dạ, đội ơn lý trưởng ạ! Hồng Xiêm đúng lộ ách xà lách luôn! Câu nào của thầy, cậu ấy cũng trả lời được! Thôi thôi, các cậu nhanh cái chân lên còn về nhà! Tớ đói lắm rồi đây! Ôi! Cháu xin lỗi! Lý trưởng có sao không ạ? Sao với chẳng cái gì? Mặt mũi để đằng sau à Hồng Xiêm? Cháu xin lỗi mà. Cái thằng Hồng Xiêm này nhiều lần làm mình bẽ mặt trước mọi người. Giờ mình phải cho nó xấu hổ một phen. Hồng Xiêm, người rất thông minh. Vâng ạ, ở lớp cháu, Hồng Xiêm thông minh nhất đấy ạ. Dù câu hỏi hóc búa đến đâu, Hồng Xiêm cũng đều trả lời được hết ạ. Cháu thường thôi, lý trưởng đừng tin các bạn ấy. Đúng rồi, ta cũng không tin đâu. Nên giờ ta có một câu hỏi dành cho ngươi. Đố ngươi trả lời được đấy. Xin lý trưởng cứ hỏi ạ. Ta đố ngươi biết, con chim trong tay ta, con sống hay đã chết? Sống hay chết thì liên quan gì nhỉ? Cậu ngốc thật đấy. Giờ Hồng Xiêm mà trả lời con chim còn sống thì lý trưởng sẽ bóp chết con chim ấy. Còn nếu Hồng Xiêm trả lời chim đã chết thì ông ta mở tay ra để chúng ta thấy con chim vẫn sống. Tóm lại, lý trưởng làm khó Hồng Xiêm, cậu ấy trả lời thế nào cũng sai thôi. Câu này lần trước một anh học trò đã đố mình. Nhìn cho kỹ con dế trong lòng tay ta đây này. Con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết? Nhưng lý trưởng không phải người hay chữ, chắc sẽ không chịu câu trả lời ấy đâu. Phải tìm cách khác mới được. Ồ, câu trả lời này quá đơn giản thưa lý trưởng. Vậy thì trả lời đi. Nhưng trước khi cháu trả lời, cháu có thể hỏi lý trưởng một câu được không ạ? Nếu lý trưởng trả lời đúng, cháu sẽ trả lời câu hỏi này. Còn không thì... Rồi, trên đời này có gì làm khó được ta chứ? Ta chấp người một bước đây. Hỏi đi. Hồng Xiêm làm gì vậy nhỉ? Sao tự dưng lại trèo lên cái cây thế kia? Cháu đố lý trưởng rằng cháu sẽ trèo lên tiếp hay sẽ nhảy xuống đất ạ? Cái gì? Người? Nếu lý trưởng trả lời đúng câu hỏi của cháu thì cháu sẽ đáp con chim kia còn sống hay đã chết. Hồng Xiêm nhanh nhạy ghê nhỉ? Cứ đợi đấy. Lý trưởng bỏ đi rồi. Hồng Xiêm thông minh quá, ứng biến tài tình ghê nhỉ? Cục tức bữa trước nuốt chưa trôi, mình phải tìm cách dạy cho nó một bài học khác mới được. Có cách rồi. Ê, Hồng Xiêm, lại là lý trưởng ạ. Ông đố ngươi, làm cách gì mà ông xuống ao được đấy? Khó thật đấy thưa ông. Khó thì chịu thua ta đi. Hiện giờ lý trưởng đang ăn mặc thế kia mà lại đố lý trưởng cởi cả ra để xuống ao thì khó quá. Nếu lý trưởng ở dưới nước mà đố nhà ngài lên bờ thì rất dễ, cháu làm được ngay. Ngươi nói thật chứ? Vâng ạ, lý trưởng thử xuống ao xem, cháu sẽ có cách làm lý trưởng lên bờ được ngay. Được, ngươi nói là phải làm đấy. Nếu không, ngươi phải nói trước mặt mọi người và phải công nhận là thua ta, nghe chưa? Thế nào? Giờ thì ngươi làm cách nào để ta có thể lên bờ được đi? Lần này không làm được thì phải công nhận thua ta trước mặt dân chúng đấy nhá. Đâu có, cháu đã thắng đấy chứ. Chẳng phải giờ lý trưởng đã xuống ao rồi sao? Ngài thua rồi ạ. Cái gì? Lý trưởng thua rồi ạ.
Hồng Xiêm đáng ghét. Ồ, áo của Lý trưởng trông cũng đẹp phết đấy nhỉ. Tớ mặc vào, chắc trông cũng oách lắm đây. Thằng kia, ai cho ngươi mặc áo của ông ha? Ơ, Lý trưởng có áo đẹp thì cho cháu ngắm với. Cho cháu thử một chút thôi ạ. Cha đây thằng kia, cha đây. Giờ thì ông đã lên bờ rồi, thế là ông bị thua 2 lần rồi nhá. Trông Lý trưởng buồn cười quá. Trả quần áo ông mau. Ông phải nhận là ông thua thì cháu mới trả lại quần áo ạ. Ông thua rồi. Ông nhận đi ạ. Thôi được rồi, ông thua, được chưa? Mau trả quần áo lại cho ông đây. Có thế chứ ạ, quần áo của ông đây. Lần này ông đã thua cháu rồi nhé. Thôi, cháu chào Lý trưởng, cháu về ạ. Hồng Xiêm, thứ đôi đấy, nhất định ông sẽ tra cái thu này. Cụ ơi! Cụ ơi! Đấy, ngươi xem đi, nhớ ơn ngươi cả đấy. Mới sáng ra, làm gì mà gọi ông như cháy nhà thế? Làm ông giật bắn cả người. Con xin lỗi ạ. Lỗi đâu mà xin, cứ theo quy tắc mà làm. Phát 1 đồng cho 1 chén vì người mà vợ. Ôi, thế tháng này con còn đâu ra tiền nữa ạ? Con định khoe là con mặc cả và được bớt hẳn 1 hào tiền bánh. Ai dè, con tiết kiệm cho cụ được 1 hào mà con bị phạt những 1 đồng. Đó là việc của ta, người lo mà dọn dẹp đi. Tí đám Hồng Xiêm tới lại nói là ta không biết dạy bảo người làm. Dạ vâng ạ, mà tự nhiên cô gọi Hồng Xiêm đến làm gì ạ? Ngươi nhìn thấy số chuối sắp chín nẫu kia không? Vâng, chắc sắp phải vứt đi rồi, phí quá. Vì sắp vứt đi nên ta mới gọi thằng Hồng Xiêm đến ăn đấy. Cụ ơi, sao cụ là người lớn mà cụ ác thế? Ai lại đối xử với đám trẻ con như thế? Đã là trẻ con thì phải nhường đồ ngon, đồ lành chứ. Ngon lành cái gì? Ta thân là Lý trưởng mà bao lần bị thằng oặt con đi chơi xỏ, làm nhục, cái ngữ danh ma như nó chỉ đáng ăn đồ thừa, đồ hỏng, đồ sắp vứt đi của nhà ta thôi. Gọi nó đến ăn cho nó biết mặt. Con chào cụ Lý ạ. À, tới rồi đấy à. Các người ngồi xuống đây đi. Nhà có nhiều chuối, lẽ ra lần trước ta đã bán được giá hơi. Chỉ vì Hồng Xiêm mà ta không bán được. Giờ chuối sắp nậu ra hết rồi, bọn bay tới đây phải có trách nhiệm xử lý hết cho ta. Nếu không, ta đổ hết đi đấy. Ôi, tụi con được ăn miễn phí hả cụ? Hay quá, hay quá. Được ăn là tốt rồi. Vâng, con không chê đâu ạ. Được, có rồi thì các người ăn hết đi. Na ơi, tớ thấy chuối này chỉ đang bị chín quá thôi, chứ chưa hỏng đâu. Cậu về làm bánh chuối ra chợ bán đi. Ừ, mang về làm chuối khô cũng ngon đấy. Ơ nhỉ, sao mình không nghĩ ra làm bánh với chuối khô mang để bán nhỉ? Tự nhiên lại đi cho không lũ trẻ con. Phí của rồi. Cụ thấy chưa, cứ tưởng có thể khiến Hồng Xiêm nhục mặt, ai dè lại làm giàu cho chúng nó. Phải tìm cách đuổi kéo chúng nó lấy lại chuối mới được. Này này này, không được mang về. Muốn ăn thì ăn ngay tại đây, cấm mang về. Lý trưởng đúng là quá đáng. Ban đầu thấy chuối là đồ vứt đi nên mới cho mình, giờ nghe lỏm được kế bán chuối thì lại trở mặt. Vâng, vậy chúng con sẽ ở đây ăn hết số chuối này mới về. Các cậu ơi, chúng ta ra vườn dạo mát đi, vừa dạo mát vừa ăn mới ngon miệng. Các cậu có mà dạo mát à? Đi tìm xem có gì ăn thêm không thì có ấy. Mình đúng là ngốc mà, rước cái lũ này về tưởng tẩu tán được một đống chuối sập thối, ai ngờ chúng nó lại tới phá nhà. Này cái lũ kia, bọn bay ăn thì ăn nhanh lên rồi về đi. Lũ ruồi đang kéo tới rồi đây. Ta thật sự rất ghét bị ruồi làm phiền. Bẩm cụ, bọn con có về thì nhà cụ vẫn đầy ruồi thôi. Ở đâu cũng có ruồi cả.
có người là có ruồi, cụ không đuổi được bọn con đâu. Có người là có ruồi sao? Không thể nào. Bẩm cụ, chắc chắn là như thế ạ. Thế nếu ta tìm được không có người mà vẫn có ruồi thì sao? Không thể nào có nơi đó ạ. Cụ nhầm rồi. Người nói ta nhầm mà. Thật là hồ đồ. Nếu ta nói đúng thì sao? Nếu cụ nói đúng thì chúng con về, không ăn chuối nhà cụ nữa. Còn nếu cụ sai, cụ phải cho chúng con mang hết số chuối này về làm bánh và phơi khô. Được, ta sẽ dẫn người tới địa điểm mà ta nói. Dạ, vậy là cụ đồng ý rồi nhá. Con sẽ đi cùng cụ tới nơi mà cụ nói là không có người mà vẫn có ruồi. Cậu với cụ Lý lại có chuyện gì thế? Bí mật, các cậu chuẩn bị mang hết chuối nhà cụ Lý về đi. Đi theo tớ nào. Đi có một tí mà mệt thế nhỉ. Ngồi xuống đây nghỉ một lát đã. Dạ vâng ạ. Đây, ngươi thấy chưa? Đấy chính là nơi ta nói không có người cũng có ruồi. Ngươi nhìn xem, khu rừng rậm rạp và hoang vu này không có người sinh sống mà vẫn có ruồi đấy thôi. Lần này thì ngươi đồng ý là ngươi đã sai và thua cuộc rồi chứ? Dạ bẩm cụ, đúng là nơi đây có ruồi, nhưng đâu phải là không có người ạ. Láo nào, trong rừng thì làm gì có người? Dạ, nếu cụ không coi mình là người thì vẫn còn con và các bạn của con là người mà. Người. Cụ thấy con nói có sai không? Rõ ràng là ở đâu có người, ở đó có ruồi mà. Bây giờ chúng con về lấy chuối được chưa ạ? Người. Bánh chuối đây, bánh chuối đây. Ai bánh chuối đi? Bánh chuối thơm ngon nhất vịnh Bắc Bộ đây. Thực chết đi được mà. Có sao không? Cái đồ thanh niên hói, đi đứng cũng không xong. Không sao ạ. Tại mắt con lúc nào cũng chỉ để ý đến cụ, cho nên là con mới thế. Mà sách gì ấy cụ nhỉ? Sách à? Thôi, đưa đây cho ta. Người biết cái gì mà xem sách. Đi. Dạ. Ta đố ngươi, cái gì mà ngươi mua biết, ngươi bán biết, mà ngươi dùng không biết? Dạ bẩm cụ, trên đời này làm gì có cái gì mà người dùng không biết được chứ? Có đây, ngươi nghĩ kỹ coi sao. Dạ bẩm cụ, cụ có cho con thêm 7749 ngày nữa thì con cũng chịu ạ. Có cái đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Là quan tài đó. Ngươi dùng chết rồi, sao mà biết được? Ơi, dạ bẩm cụ, cụ thật là thông minh ạ. Kẻ ngu muội như con, đúng là có nghĩ cả đời cũng không ra được. Ngươi vừa nói gì cơ? Bẩm cụ, con nói cụ thật thông minh ạ. Thông minh đúng đây. Ngươi nói hay lắm, lát về nhà ta sẽ thưởng. Dạ, con đội ơn cụ Lý ạ. Hâu, dạ bẩm cụ, cụ có gì sai bảo ạ? Ta có việc quan trọng cần suy ngẫm. Ngươi ra ngoài cánh cửa cho ta. Nếu ta không gọi thì cấm được vào, nghe chưa? Vâng thưa cụ, cụ cứ yên tâm ở con ạ. Vừa băng cái vung, vung xuống ao, đao chẳng thấy, lấy chẳng được. Sao cái vung rơi xuống ao lại có thể không thấy được nhỉ? Chắc tại kẻ này không biết bơi rồi. Phải, phải, chắc chắn đó là câu trả lời. Thì ra là mặt trăng.
bao sao không lấy được. Quyển sách này đúng là thân cơ. Ta còn nông cạn quá. Những câu đố trong sách cổ này đến ta còn không giải được thì sao người khác có thể giải được? Nếu ta lấy ra đố mọi người mà không ai giải được, vậy thì ta chính là người thông minh nhất cái làng Hạ này rồi. Dạ bẩm cụ. Có chuyện gì thế? Bẩm cụ, có phụ ông sang chơi ạ. Đến đúng lúc lắm. Người mau mời phụ ông vào đây cho ta. Dạ. Dạ bẩm cụ, con đã mời phụ ông vào rồi ạ. Vào đi. Bẩm cụ Lý, con sang chơi ạ. Ngồi đi, ngồi đi. Vâng, thưa cụ. Phụ ông này, ông đến rất đúng lúc. Ta đang suy ngẫm câu đố. Chẳng hay ông có muốn giải cùng ta không? Dạ bẩm cụ, được bình thơ giải đố với cụ đúng là vinh hạnh của con ạ. Vậy bây giờ ta đố ông. Trong hội đua thuyền, nếu một chiếc thuyền vượt qua thuyền thứ nhì thì nó đứng thứ mấy? Ây giời, dễ ợt. Thế mà cụ cũng đố. Thuyền mà vượt qua thuyền thứ nhì thì nó là thứ nhất chứ còn gì ạ? Tưởng ông thông minh thế nào. Thuyền vượt qua thuyền thứ nhì thì chỉ là thứ nhì mà thôi. Cụ giỏi thật. Dễ vậy mà con lại không nghĩ ra. Cái đó không phải giỏi có thể giải được, mà là thông minh. Thông minh, ông nghe chưa? Vâng, cụ thật thông minh ạ. Hôm nay, ngươi nói với cả làng, đố kẻ nào tìm được thứ gì mà to như con voi, nhưng lại nhẹ như lông hồng, ta sẽ thưởng cho. Dạ. Còn nữa, ngươi làm cái biển Lý Trường, người thông minh có học thức nhất làng, treo trước cửa cho ta. Vâng ạ. Nhà cụ Lý treo biển gì thế? Để tôi đọc cho. Lý Trưởng, người thông minh có học thức nhất làng. Ôi dào ôi, vạ miệng giờ, đi thôi. Từ bao giờ cụ Lý đã trở thành người thông minh nhất làng vậy? Người thông minh nhất làng phải là Hồng Xiêm mới đúng. Đúng vậy, cụ Lý suốt ngày thua Hồng Xiêm, vậy mà dám nhận mình là người thông minh nhất làng. Thôi chúng ta đi chỗ khác chơi đi, cụ Lý nghe được trách tội bây giờ. Chúng tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Người, mau đi mua sách giải đố về đây cho ta. Ta không thể để cái danh thông minh cho lão Lý Trưởng được. Ôi, cụ Lý cụ ấy thích cái danh hão đấy thì kệ cụ ấy. Ông bon chen làm gì? Việc của nhà người à? Có đi ngay không thì bảo. Dạ dạ, để con đi tìm ạ. Con chào cụ Lý ạ. Người qua đây có việc gì thế? Dạ bẩm cụ, ông nhà con rất phục tài hoa của cụ nên tổ chức tiệc rượu, mời cụ qua nhà để thưởng thức tài hoa giải câu đố ạ. Được. Ngươi về nói với phụ ông là ta sẽ qua ngay nhá. Dạ. Ui. Còn lâu mới bắt được tớ. Đứng lại. Này Hồng Xiêm. Anh Nô, có việc gì thế ạ? Hồng Xiêm ơi, tôi anh rồi. Này phú ông mời cụ Lý qua giải đố, thi thố thông minh học thức. Sai anh đi mua rượu, nhưng không may anh làm đổ hết. Giờ phải làm sao đây? Em có cách giúp anh đấy. Thế à, cách gì? Nô, ngươi đi đâu mà giờ này mới vác mặt về thế hả? Dạ, con phải sang tận làng Đông mới mua được rượu ngon về để đãi cụ Lý đấy ạ. Hôm nay ngươi lại biết lo thế à? Thế rượu ngon thế nào? Dạ, con thấy người ta đồn rằng á, rượu này ngon lắm, nhưng phải người thông minh, có học thức, uống vào thì mới thấy vị ngon của nó ạ. Người thông minh, có học thức mới thấy rượu ngon à?
Thế thì đúng là rượu cho ta rồi. Khá lắm, khá lắm. Thế người mau rót đi nhanh lên. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Đúng vậy ạ. Còn không mau rót tiếp rượu cho cụ Lý. Rượu ngon thế này, không thưởng thức hết thì uổng quá. Dạ vâng ạ. Ta thấy rượu này vị lạ lắm, lại hơi nhạt. Phú ông có thấy vậy không? Con cũng thấy thế. Dạ bẩm, đây là rượu cho người thông minh, có học thức nên vị nó phải đặc biệt ạ. Còn cụ và ông thấy nhạt, hay là... Ý người là... Dạ, con không dám ạ. Ta thấy ngon, vị thanh thanh, đúng là thứ rượu tao nhã. Ta cũng thấy thế. Này thằng Hầu, vặt lạc kiểu gì mà từ qua đến giờ không thấy cái đống lạc nó ngót đi tí nào thế hả? Dạ bẩm ông, con nhặt nhanh hết sức rồi đấy ạ. Lạc nhiều thế này, con nhặt bao giờ cho xong? Hay là ông thuê thêm người đi ạ? Bay nghĩ tiền của ông là làm mít trên cây hay sao mà hở ra là bảo thuê người thế hả? Có mỗi ngồi vặt lạc mà sao quần ngươi ướt từ trên xuống thế? Đây ông xem, con mãi ngồi vặt lạc đến nỗi đứng dậy tê cứng hết cả chân, buồn ấy mà cũng không chạy đi kịp. Đúng là hại. Thôi, đi cho lợn cho gà ăn đi rồi vặt tiếp. Vâng ạ. Trống nhà đấy, ông ra ngoài một lúc rồi ông về. Dạ vâng. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước. Mấy cái đứa này, họ hét ít thôi, nhức cả đầu. Không có việc gì làm hay sao mà ngồi đây hát hò thế hả? Chúng con chào cụ Lý ạ. Chúng con đang cho bò ăn cỏ ạ. Phải rồi, thế mà mình nghĩ không ra, nhân lực là đây chứ đâu. Phải tận dụng chứ. Này mấy đứa, buộc bò lại, vào nhặt lạc cho ông. Lát ông cho mỗi đứa một rổ cỏ cho bò ăn. Bẩm ông, ở đây có nhiều cỏ rồi ạ. Chúng con thả từ giờ đến tối là no, chẳng cần rổ cỏ của ông đâu. Bẩm ông vâng ạ, hôm nào bò cũng ăn no be luôn. Thế thì cứ buộc bò lại, nhiều cỏ thế này nó khắc tự no. Và vắt lạc cho ông, tối về ông cho mỗi đứa 5 xu. Đi đi các cậu, 5 xu mua được bao nhiêu là kẹo kéo. Ừ, nhặt lạc mà được 5 xu cũng đáng đấy chứ. Đi đi các cậu. Thế không chơi nữa à? Thôi, hôm sau chơi tiếp, đi nhặt lạc kiếm tiền đi. Đi, vào vặt cho ông, lạc ở sân đấy. Vâng ạ. Cuối cùng cũng xong. Eo ôi, tớ rộp hết cả tay rồi. Tớ cũng thế, đau cả lưng nữa. Tớ thì đau hết cả mông. Ông Xiêm ơi, tê chân quá. Thưa cụ, chúng con đã nhặt xong cả rồi ạ. Cụ cho chúng con xin tiền để về kẻo tối ạ. Sao ông lại phải trả tiền cho bọn nhãi ranh này cơ chứ? Tiền thì cụ không thiếu, nhưng bây giờ cụ chưa trả được. Sao lại chưa trả được ạ? Vì chưa đủ. Chúng bay cần làm thêm cho cụ một việc nữa. Dạ, việc gì ạ? Chúng bay đi tìm giúp cụ cái A về đây. Cụ trả tiền vặt lạc và thưởng thêm một đồng. Cái A là cái gì ạ? Cái A mà chúng bay cũng không biết à? Chúng bay mà không tìm giúp cụ, cụ không cho tiền vặt lạc nữa. Này, cậu có biết cái A là cái gì không? Không, tớ chưa nghe thấy cái ấy bao giờ. Tớ cũng thế. Tớ cũng thế. Mau đi về tìm đi. Bao giờ thấy cái A mang đến đây cho ông thì sẽ có tiền.
nhanh lên. Vâng ạ. Sao cụ Lý vô lý thế nhỉ? Làm gì có cái nào là cái A? Thế này thì biết bao giờ bọn mình mới có tiền mà ăn kẹo kéo. Chẳng có cái nào là cái A đâu. Cụ không muốn cho bọn mình tiền nên bắt bọn mình làm thế thôi. Cậu nghĩ cách gì đi Hồng Xiêm? Ừ, để tớ nghĩ xem sao. Phải bắt Lý trưởng trả tiền cho bằng được. Không thể làm không công như thế này. Sao lâu thế nhỉ? Đã hẹn từ sáng sớm rồi mà giờ vẫn chưa thấy mặt đứa nào. Bọn tớ đến rồi. Cậu đợi lâu không? Đợi đến mòn cả chân rồi đây. Cậu tìm thấy cái A rồi hả? Tìm thấy rồi chứ. Mau đến gặp cụ Lý lĩnh tiền thôi. Đây là cái giỏ mà, có phải cái A đâu. Cái A đấy, đi thôi. Nhanh lên, kẻo cụ Lý lại đi đâu mất. Đâu, cho bọn tớ xem cái A xem nào. Bọn tớ cũng chưa nhìn thấy cái A bao giờ. Bí mật chưa xem được. Cứ chờ đi, đến gặp cụ Lý là biết ngay. Có cái gì lạo xạo trong đó thế Hồng Xiêm? Cậu làm tớ tò mò quá đấy. Đã bảo là cái A rồi, sao cậu nói lắm thế? Đi nhanh, không cụ Lý không có nhà thì không lĩnh tiền được đâu. Đi thì đi. Cha hôm nay ngon đấy. Dạ vâng ạ. Chả non còn mới hái, vẫn còn xương đềm đấy ông ạ. Chúng con chào cụ Lý ạ. Đến rồi đấy hả? Đã tìm được cái A cho cụ chưa mà đến đây? Bẩm cụ, chúng con đã tìm thấy cái A rồi đấy ạ. Hả? Tìm thấy rồi à? Đâu? Lệ cụ, cái A con để ở bên trong giỏ này. Ừ, trong giỏ này á? Có thật không? Thật chứ sao không thật ạ? Người mau mang nó ra đây ta xem nào. Không mang ra được ạ. Cụ phải thò tay vào từ từ. Chứ cụ mà mở nắp ra là cái A nó bay đi mất đấy ạ. Nó còn biết bay nữa. Chứ sao ạ? Mở ra là bay luôn. Thế nên chỉ cần thò tay vào sờ để cảm nhận nó thôi ạ. Thế nếu không phải cái A thì sao? Bẩm cụ, chắc chắn là cái A. Lát nữa cụ cũng sẽ gọi nó là cái A luôn. Lúc ấy cụ nhớ cho chúng con xin tiền vật lạc ạ. À, với cả một đồng tiền thưởng mà cụ đã hứa nữa ạ. Được, nếu đúng là cái A thì cụ sẽ cho chúng bay tiền vật lạc. Còn nếu không đúng là cái A, chúng bay không bao giờ được đói nữa. Nghe chưa? Vâng ạ, nhưng chắc chắn nó là cái A đấy. Được rồi, để ta thó vào thử xem sao. Sao nó cứ chạy loạn xị nhặng lên thế này nhỉ? Đấy, bảo là cái A rồi nhé. À, nó gặp chết cụ rồi. À, cụ đứng lại, con gỡ cho ạ. À, nó gặp chết cụ rồi. À, nhanh lên, cái A đau quá. Cua mà chúng mày lại bảo là cái A à? Chúng mày thật là vô lễ. Có muốn ta sai người đánh cho vài roi không? Dám trêu chọc ta à? Dạ bẩm cụ, chúng con có dám trêu chọc cụ đâu ạ. Nhưng vì cụ muốn xem cái A mà, chúng con chỉ làm theo ý cụ thôi. Ta bảo xem cái A, chứ có bảo xem con cua đâu. Cua thì ta còn lạ gì. Các ngươi lại lừa ta để cua cắp tay ta à? Lệ cụ, nãy giờ cụ toàn kêu cái A thôi ạ. Hả? Người... Người vừa nói gì? Cụ kêu là cái A thì nói là cái A rồi ạ. Cụ mau trả tiền nhặt lạc cho chúng con và một đồng tiền thưởng đi ạ. Đây, cầm lấy và biến nhanh đi. Không cụ lại cho mấy gậy bây giờ. Dạ vâng ạ. Chúng con cảm ơn cụ Lý ạ. Cái đồ con khỉ nhà chúng bay ấy. Đúng là già đời mà còn thua chi lũ trẻ danh. Thank you.
có chuyện gì mà mọi người đi đông thế nhỉ? Lại có cả Qua nữa. Mình nghe nói hôm nay Lý trưởng mở tiệc mừng thọ, mừng được phục chức. Mọi người quà cáp đông lắm. Chắc là có nhiều đồ ăn ngon lắm nhở? Cậu lúc nào cũng chỉ có ăn thôi. Cụ Lý mở cửa cho dân tình vào ăn uống thoải mái đấy. Tôi cũng được mời cơ mà. Cậu cũng được mời á? Xưa này cụ Lý toàn mời người đức cao vọng trọng, có tiền, có của. Hồng Xiêm tuổi gì mà được mời thế? Các cậu quên là nhờ Hồng Xiêm mà cụ Lý lại được khôi phục chức lý trưởng à? Hồng Xiêm được mời là điều hiển nhiên. Thế nào, các cậu có muốn đi ăn với tớ không? Nhưng bọn tớ làm gì có quà? Đi với tớ lại lo khoản quà cáp à? Tóm lại, các cậu đi chứ. Cứ có ăn là được. Bọn mình không được mời thì đi làm gì? Thôi, Hồng Xiêm đi một mình đi. Đúng đấy, mình cậu đi đi. Với lại, nhà tớ xích mích với cụ Lý, tớ cũng chẳng muốn đi. Các cậu không đi, để tớ đi cùng Hồng Xiêm. Thế mít mật đi với tớ. Mít mật chi tham ăn tục uống. Đừng trách cậu ấy, biết đâu cậu ấy lại giúp ích được cho Hồng Xiêm. Có mà giúp ăn thì có. Kính chào cụ Lý. Chúc mừng cụ, thật là phúc đáo trùng lai. Cảm ơn phu ông. Mời phu ông vào trong sân. Nay tôi có bảo mấy đứa nhà bếp, nó ôm cho ông cái món gọi là lưỡi lợn rất dư. Má lạ nhỉ, lưỡi mà lại không có xương. Dạ bẩm cụ, lưỡi không có xương thì mới uốn lên, uốn xuống được chứ ạ. Mời vào, đi vào đi. Khách quý đây rồi, mời vào, mời vào. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Chúc cụ trường thọ. Con cũng chúc cụ trường thọ. Mừng cụ được khôi phục chức lý trưởng ạ. Mời khách quý với lại bạn của khách quý vào trong nhà. Này, cho Hồng Xiêm, khách quý của ta lên mâm trên nhá. Dạ mời Hồng Xiêm ngồi mâm trên ạ. Thế còn em? Cậu này à, ngồi mâm dưới. Nhưng mà Hồng Xiêm. Này anh, bạn tôi không ngồi mâm trên với tôi được sao? Dạ đây là sắp xếp của cụ Lý. Cụ bảo sao chúng tôi làm vậy thôi. Này, thế còn ta? Ta ngồi đâu đấy? Dạ, mời ông ngồi mâm dưới ạ. Sao ta lại phải ngồi mâm dưới? Muốn sỉ nhục ta hả? Dạ bẩm cụ. Phú ông, cứ mâm nhất ông ngồi nhá. Bọn giá nhân nó không biết nên mới thất lễ. Anh đừng để bụng. Đa tạ cụ Lý. Sao thằng Hồng Xiêm nó lại chễnh chệ ngồi ở mâm trên thế này nhỉ? Con mời ông vào xơi cơm cùng ạ. Giời ạ, tránh vỏ dừa lại gặp ngay vỏ dừa thế này. Anh sao thế? Dạ không sao. Thưa cụ Lý, tôi ngồi đây ạ. Cứ tự nhiên nhá. Xem cái món lưỡi lợn có ngon không? Đà tạ cụ ạ. Này Hồng Xiêm, sao người đến ăn mà không tặng gì cho cụ Lý thế? Tất nhiên là có chứ ạ. Ai bảo ông là con không tặng gì? Thế quà đâu? Sao ta không thấy? Quà của con nó cũng gọi là khiêm tốn, lúc nào cần nó sẽ có ạ. Người lại nói phét đấy. Quà nó tự biến ra chắc, mà lúc nào cần sẽ có. Mọi người cứ tặng hết đi, rồi con sẽ tặng sau. Ông cứ chờ đấy. Để xem quà của nhà ngươi là cái gì nào. Dạ bẩm cụ Lý, con có đôi câu thơ muốn tặng cho cụ ạ. Tốt, tốt quá. Ngươi hãy đọc cho ta và mọi người cùng nghe xem.
phúc tài đa, thành phú hữu, đại đồng thọ đức, đắc bình an. Có nghĩa là chăm lo việc phúc, nhiều tài, giàu có, rộng lượng nên hưởng đức và được sống yên ổn. Hay, hay lắm. Ta sẽ cho người treo câu đối này lên. Hồng Xiêm, cậu oách thật đấy. Bay đâu? Vào lấy tiền thưởng cho Hồng Xiêm. Bỗng dừng thằng Hồng Xiêm viết ca ngợi Lý Trưởng. Vế câu đối, nghe thì rất là hay, ca ngợi ông ta. Nhưng mình thấy nó không ổn chút nào. Có cái gì đó sai sai. Chắc chắn là nó không tử tế như vậy đâu. Khoan đã, cụ Lý ơi. Có chuyện gì nữa thế? Dạ bẩm cụ Lý, con thấy câu đối này có vấn đề. Vấn đề gì? Phú ông lại nghi ngờ gì ạ? Mới nghe qua thì thấy nội dung vế đối thật hay. Nhất là Hồng Xiêm đã ghép tên của bốn xóm thuộc làng này để nói lên những đức tính quý báu của ông Lý khi chăm lo cho quê hương, chăm lo việc phúc, nhiều tài, giàu có, rộng lượng nên hưởng đức và được sống yên ổn. Nhưng tôi lại lờ mờ hiểu ra ý của Hồng Xiêm đấy. Con có ý khác nữa sao? Anh nói thử xem. Nhưng mà... Ta cho phép anh nói. Cứ nói đi, đừng sợ. Ý của Hồng Xiêm muốn nói là cụ Lý muốn được yên thân hưởng đức ở làng này thì phải có những đức tính như trên. Không thì... cứ liệu chừng. Cháu đâu có hàm ý như thế đâu. Tự ông lại suy diễn ra. Anh vẫn còn muốn xiên xỏ. Ăn xong lưỡi lợn nhà tôi rồi lại chưa biết uốn lưỡi 7 lần à? Chỉ là tôi chân thành góp ý cho cụ thôi. Anh thật là nhập nhập đa hỷ, lộng giả thành chân, lộng ngôn. Hầu đâu, tặng anh ta chục roi. Cụ, sao cụ lại đánh con ạ? Cụ Lý, cụ Lý tha cho con lỡ lời ạ, cụ Lý ơi. Đáng đời, ai bảo thích cà khịa với mình cơ. Ông ơi, ông! Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải lên thế? Dạ, thằng Hầu bên nhà cụ Lý vừa mang thư đến, bảo con gửi cho ông ạ. Thư thì đọc thôi, chứ có gì mà hấp ta hấp tấp. À, Lý Trưởng lại mở tiệc, muốn mời ta đến dự à? Thế là thư mời tiệc ạ? Ông ấy mời đến ăn tiệc mừng thọ. Mà ta nhớ là mới mừng thọ ông ta hồi đầu năm rồi mà. Sao giờ lại mừng thọ tiếp nhở? Ê, thì kệ cụ Lý, cụ ấy thích mừng bao nhiêu lần chả được ạ? Ông được ăn tiệc thì cứ đi thôi, sao phải nghĩ? Ngốc lắm con ạ, ăn tiệc không thì đã đành. Đằng này là tiệc mừng thọ, nghĩa là đến ăn thì phải có quà đấy, hiểu chưa? Con chỉ chậm hiểu một tí thôi mà ông cũng đánh con. Chắc lão Lý Trưởng lại bày ra để muốn được tặng quà đây mà. Ông ta sai người đến mời thế này, không đi cũng không được. Phật lòng ông ta thì không hay chút nào, mà quà thì cũng không thể soàng xĩnh, lại tốn tiền rồi. Đi với ta ra tiệm đồ gốm, xem có cái bình nào rẻ rẻ mua tặng lão ta nào. Dạ vâng ạ. Ở đây nhiều bình đẹp quá ông ạ. Chọn cái nào đây hả ông? Chọn cái nào rẻ nhất đấy. Bình ở đây là đẹp nhất huyện. Cái rẻ cũng đẹp lắm rồi. Ôi, nhưng cái rẻ nhất cũng đã 10 đồng rồi. Cứ tưởng chỉ 3-4 đồng thôi chứ. Thế này thì đắt quá. Thôi, chẳng mua bình nữa. Tìm mua cái khác rẻ hơn vậy. Thôi, đi thôi, chọn cái khác. Thế không mua bình nữa ạ? À? Ôi giời ơi là giời! Sao tôi lại có thể bất cẩn như thế này không cơ chứ? Chiếc bình đắt tiền của tôi, thế là xong rồi. Giời ơi là giời! Sao thế ông chủ? Tôi vừa lỡ tay làm rơi chiếc bình quý, giờ nó vỡ tan tành mất rồi. Thôi, vỡ rồi thì thôi, chứ biết sao. Giá mà người khác làm vỡ thì có phải là bắt đền được rồi không? Ông tự làm vỡ thì chịu rồi. Biết là thế nên tôi có dám trách ai đâu.
Mỗi tội, đây là cái bình quý nhất của cửa tiệm tôi. Nó mà không vỡ, giá phải lên đến 20 đồng đấy. Những 20 đồng cơ à? Phí nhỉ? 20 đồng giờ thành thế này, một đồng cũng chẳng ai mua ấy. Sơ ý một cái là đi tông luôn cái bình đắt tiền. Đèn nhỉ? À, phải rồi. Hay rồi, hay rồi. Không ai mua thì cho tôi đi. Hả? Cho ông á? Ông lấy làm gì? Tôi cần tôi mới lấy chứ. Ông cứ thu hết các mảnh vỡ lại rồi gói ghém cẩn thận vào cho tôi. Tôi sẽ trả tiền công gói hẳn một đồng. Ông bị sao thế? Tự nhiên bỏ một đồng, mua mớ đồng nát này về làm gì? Đấy là việc của ta. Ông mua thật đấy à? Thật chứ đùa à? Đống này á, đằng nào ông cũng vứt đi. Tự dưng bán được một đồng, lãi thế còn gì? Còn tiếc không muốn cho à? Có chứ. Người đâu? Gói cái bình này lại cho Phú ông. Nhớ là phải gói thật cẩn thận, rồi cho vào một chiếc hộp thật đẹp đấy. Nhớ chưa? Dạ. Nhớ gói cẩn thận. Dạ vâng thưa ông. Đem cái bình này tặng lý trưởng rồi giả vờ đánh rơi. Có trời mới biết là đã vỡ từ trước rồi. Vừa được tiếng là tặng món quà quý mà lý trưởng lại không trách được mình. Thế là giải quyết em vụ quà mừng thọ. Ây trời ơi, ai mà thông minh được như mình chứ. Đến giờ con vẫn chưa hiểu ông mua cái đống mảnh vỡ ấy về làm gì chứ, lại còn gói ghém đẹp đẽ như thế này nữa. Ngốc lắm con à, ta có lý do cả đấy. Con không hiểu, ông nói rõ hơn đi ạ. Ta mua về để làm quà tặng cho lý trưởng. Hả? Ông tặng lý trưởng cái bình vỡ này, không sợ lý trưởng tức giận hay sao? Tất nhiên là phải tặng bình lành rồi, lại còn là chiếc bình quý giá những 20 đồng chứ. Nhưng mà chẳng may lúc đến cửa, ta sơ ý làm rơi, nên nó mới bị vỡ ra thôi. À, con hiểu rồi. Ý ông là mình sẽ coi như nó chưa vỡ, đến nhà cụ Lý mới vỡ, đúng không ạ? Người thông minh hơn rồi đấy. Lúc đó, lý trưởng mở ra, thấy bình vỡ cũng không thể trách ta được. Và ta cũng đã xong trọng trách tặng quà. Hơn nữa lại chỉ tốn có một đồng. Quá tốt rồi còn gì. Con phục chiêu này của ông thật đấy. Đúng là chỉ ông mới nghĩ ra được. Chuyện ta mà lị, sáng mai có thể yên tâm đi ăn cỗ rồi. Hôm nay mừng thọ cụ Lý, gọi là có chút quà mọn tặng cho cụ, mong cụ không chê ạ. À, đến ăn là được rồi, bày vẽ quà cáp làm gì. Dù sao cũng cảm ơn ông nhá. Dạ, cũng chỉ có cái bình quý giá hơn 20 đồng thôi, cũng không có gì nhiều, mong cụ Lý nhận cho. Ôi, bình quý thế cơ à, quý hóa quá. Thế mời anh vào trong, cụ đã bày sẵn ra rồi. Dạ, để con bê hộp quà vào trong cho cụ, để cụ rảnh tay đón khách ạ. Anh chu đáo quá, cảm ơn anh nhá. Ôi trời ơi, bình của tôi. Thôi chết rồi, rồi thế này thì bình bên trong vỡ hết rồi chứ còn gì. Sao tôi lại bất cẩn thế này cơ chứ? Bên trong đựng bình gốm sứ à? Rơi thế thì vỡ rồi. Ừ, làm sao mà còn được. Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Thử mở hộp ra xem đã vỡ chưa. Biết đâu vẫn còn thì sao. Dạ, là con chẳng may ạ. Cứ nghĩ tặng cụ Lý cái bình quý, ai ngờ lại để vỡ thế này. Con đúng là đáng trách. Để con mở ra ngay ạ. Mở ra đi. Mà vỡ rồi thì thôi chứ biết sao. Phú ông cũng đã có lòng rồi. Sự việc ngoài ý muốn thôi. Ừ, chắc cụ Lý không trách đâu. Không vỡ mới là lạ ấy. Nhưng ông trách làm sao được tôi. Tôi có quà tử tế mà.
chiếc bình vỡ sẵn à? Phú ông còn cẩn thận gói riêng từng mảnh ra thế kia cơ mà. Sao anh dám tặng tôi chiếc bình đã vỡ hả? Vậy mà con làm cho ra vờ đánh rơi nữa. Ông được lắm. Trời ạ, bảo gói cẩn thận, ông ta lại cẩn thận quá. Cái này thì thôi xong rồi. Ôi giời ơi, mang ngay chiếc bình quý của ông về cho tôi nhờ. Nhớ cái mặt tôi đây.